Đấy, vâng, Yamasai xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Đấy, thì buổi lúc sáng thì Yamasai có quay và chia sẻ các bác cái tác phẩm Xanh Nam Biển này rồi. Nói chung là lúc sáng nó không có phông. Đấy, bây giờ lúc tối thì cái cây này cắt hết đi thì nhìn đọc cái bóng không rồi. Nhìn nó sẽ rõ nét bông răm hơn, nét là nét luôn các anh nhé. Đây, tổng chiều cao cây khoảng tầm 90 đến 1 mét thôi. Đây, các bác xem, mình sẽ quay từ đằng này vào hắt nó nhìn thấy rõ bóng hơn này. Đấy, đấy các bác nhìn khung rõ bóng không? Xoát lát đây, ui rồi, một cái tác phẩm xanh rất là đẹp các bác nhé. Chia sẻ buổi tối bông răm này các bác nhìn đấy, rất là mịn, khô như chết luôn. Cái đường chạy thân thì rất là đẹp. Đây các bác xem, cây thì rất là dài. Bả cái đường thân này, chỗ vanh gốc này chắc khoảng phải được tầm 70-80 đấy. Bả cài lá rất là hợp lý các bác nhé. Con tử rất là điệu, thân chính cũng rất là điệu, không đi đơ đoạn nào các bác nhé. Vòng con tử rất là đẹp, nắc cổ ngọn cũng vậy. Nói chung là một cái cây trời giá rất là hợp lý. Hơn 20 triệu một tác phẩm Nam Điền già này. Cái tác phẩm này có tên là Não Mai Bồng Quý Tử các bác nhé. Thì như lúc sáng mình đã nói rồi, một cái tác phẩm Não Mai Bồng Quý Tử này thì chia sẻ với các bác là cái tác phẩm này là quý tử rất là quý các bác nhé. Đây, các bác nhìn cái con tử này, tử nó chạy này, các bác nhìn nhé, tử nó chạy xoắn này, chạy từ bên này vòng này, vòng vắt sang đây lại vắt lên đây này, vắt sang đây này. Đấy, nó quý, nó cái quý chỗ cái phần này này. Đây các bác nhìn cái phần vắt nhé, không phải ghép từ đây lên đâu, nó vắt từ đây lên này. Đấy, dính vào thân. Đấy, trước là đây là cành ra, chắc là người ta dí cành xuống đây. Đấy, dí cành nó liền vào thân này, xong bắt đầu người ta vắt lên thành này. Nói chung là làm được cái tử này, nó quý, nó quý cái tử này các bác nhé. Đấy, để đi một size chia sẻ với các bác một tác phẩm mà rất là tuyệt vời. Chia sẻ tối này thì nhìn các bác có thể nhìn dễ hơn. Đấy, chia sẻ một chút vậy thôi. Anh có ưng có thể liên hệ trực tiếp với Yamasai qua số điện thoại trên màn hình các bác nhé. Đây, rất tuyệt vời. Đây, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.